Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ con sữa ốc sên mọi người nhé. Bước đầu tiên là mình sẽ vẽ một hình tròn như này. Từ hình tròn này các bạn sẽ vẽ thêm bước thứ hai. Các bạn nhìn theo mình nha. Đây mình sẽ vẽ lại cái bước đầu tiên. Bước thứ hai mình sẽ từ một nửa đường tròn này mình sẽ đưa ra cái hình như này. Bước thứ hai mình sẽ viết từ thứ một. Bước thứ hai qua bước thứ ba mọi người nhé, mình sẽ vẽ lại hai bước đầu tiên. Bước đầu tiên là hình tròn này. Thứ ba mình sẽ thêm hai con mắt. Đó. Bước thứ ba mình sẽ qua bước thứ tư nhé. Mình sẽ làm lại ba bước đầu tiên. Bước một, bước hai, bước ba, thêm nữa. Bước 4 mình sẽ vẽ cho cái râu của con ốc sên nhé. Tiếp tục sang bước 5 nha. Mình sẽ thao tác lại 4 bước đầu tiên. Mình sẽ vẽ thêm một cái râu nữa. Bước cuối cùng mọi người sẽ chuẩn bị hoàn thiện hình con ốc sên rồi đấy. Mình sẽ thao tác lại 5 bước đầu tiên và thêm lúc cuối cùng.
thêm cái xoắn ốc còn có ốc sen nữa. Thế là mình đã hoàn thiện 6 bước để vẽ hình con ốc sen rồi. Bây giờ mình sẽ tô màu cho con ốc sen. Phần lưng của ốc sen mình sẽ tô màu nâu nha các bạn ơi. Màu nâu đỏ đi. Rồi mình đã tô xong phần lưng của ốc sen. Cái vòng khuấy này mình sẽ làm cái điểm đậm hơn ấy, để nó có điểm nhấn. Mình sẽ vẽ râu nha. Vậy là mình đã hoàn thành xong cách vẽ ốc sen mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo ạ.